là 8 đoàn lùa. Đây là một môn thể dục khí công do người Trung Hoa làm ra cách đây 1.000 năm. Sau này được một vị tướng người Tàu tên là Nhạc Phi lập ra để cho quân đội tập. Bác đoàn cầm hay tám đoàn lùa này gồm có 8 thể tập. Mục đích của việc tập là để phòng ngừa bệnh tật, giữ gìn sức khỏe, nâng cao tinh thần, trí tuệ, sống lâu, mạnh khỏe. Đây là những môn tập nhẹ nhàng, tự nhiên, ai cũng có thể tập được, giờ phút nào cũng có thể tập được, và ở nơi nào cũng có thể tập được. Áo quần bằng đơn giản, không có gì đặc biệt. Phải tập cho đều đặn hàng ngày mới có kết quả. Tập mỗi động tác từ 8 cho tới 20 lần tùy theo thời gian, và thời gian tập là từ 10 phút cho tới 20 phút. Việc tập là phải liên tục mới có kết quả. 8 động tác có 8 mục tiêu khác nhau. Bây giờ bắt đầu động tác thứ nhất. Nói tiếng Hán Việt là lượng thu kình thiên lý tam tiêu, dịch ra là hai tay dong lên chống trời, điều hòa ba vùng biển nhiệt. Nói một cách đơn giản là hai tay chống trời. Đứng thẳng người, đưa hai tay lên trời, chân nhọn và lặp đi lặp lại từ 8 lần trở lên. Đó là động tác thứ nhất. Việc tập động tác này làm cho khí huyết lưu thông và các bắp thịt tay chân được nở nang. Động tác thứ nhất này là cái động tác bắt đầu trong bài động tác. Động tác thứ hai là tạ hữu khai cung từ xà điêu, là tất nhiên là giăng cung bên trái bên phải như bắn chim. Nói đơn giản là thế bắn cung. Điều này làm cho ngực hơi thở được tốt và đồng thời khí huyết lưu thông. Cùng tập 7 lần. Điều thứ ba là tất nhiên điều lý tỳ vị đơn cử thủ, dịch ra là một tay chống lên trợ giúp lá lách và bao tử. Nói một cách dễ hiểu đất là một tay chống trời. Cách tập là đưa tay lên, một tay lên chống trời, một tay hạ xuống đứng thẳng và đồng thời đưa lên hạ xuống đổi nhau cái tay. Việc tập này là tất nhiên lợi cho lá lách và bao tử. Điều thứ tư là ngũ lao thất thương vòng hầu tiêu, dịch ra tiếng Việt Nam là năm điều lao nhọc thể xác, bảy điều khổ tâm sẽ bị mất đi hay bị nhìn thấy ở xa về sau. Thì dịch lại một cho dễ nhớ là đứng nhìn lui, là đứng thẳng và quay lui về sau. Việc này là sẽ có giúp cho mạnh cổ và lưng. Điều thứ năm, giao đầu bại vị khứ tâm hỏa, dịch ra là giai đầu lắc đuôi làm mất đi lòng nóng giận. Nói một cách đơn giản là giai đầu
vẫy đuôi. Tập động tác này là cong mình xuống phía trước, nghiêng mình qua bên phải và nghiêng mình qua bên trái, xoay đầu qua bên phải và xoay đầu qua bên trái. Mục đích của cái lối tập này là làm cho hệ não và hệ thần kinh cuộc sống được tốt. Điều thứ sáu, xin lỗi, cái này là nói thêm về điều này. Điều này đó, nếu như người nào mà giãy đầu xoay đuôi không được á, thì có thể đứng thẳng rồi ngửa mình qua phía trái, ngửa mình qua phía phải, rồi đồng thời ngửa lui và ngửa tới. Đó là một phần. Phần thứ hai nữa thì là ngửa đầu ra phía sau, ngửa đầu ra phía trước, ngửa đầu qua phía phải, ngửa đầu qua phía phải, trái. Đấy là một cách tập để tránh cho cái người cúi xuống khó. Điều thứ sáu, lượng thụ phàn túc cổ thần yêu là hai tay nắm lấy bàn chân và vững chãi thần và thắt lưng. Thì cái này là dịch ra là cúi đầu vội chân, là đứng thẳng cúi đầu xuống rồi vội tới chân. Mục đích của cái việc tập này là để làm cho cổ và cuộc sống thêm được vững chắc, cũng như là máu huyết điều hòa tốt ở trong người. Điều thứ bảy, lạm quyền nổ mục tăng khí lực, dịch ra rằng đánh nắm tay với giãn mắt dần dư làm tăng khí lực trong cơ thể. Nói một cách đơn giản là đấm tay với cặp mắt dần dư. Là cái điều tập này giúp cho mạnh tay và giúp cho hơi thở trong lòng ngực được tốt, đồng thời làm cho con người ta bớt giận dữ. Điều thứ 8 là điều cuối cùng, bối hầu thất điên bách bệnh tiêu, dịch ra là bảy điều hỗn loạn tinh thần và trăm bệnh đều tiêu mất ở sau lưng. Nói đơn giản là nhổn gót dầm chân, trăm bệnh đều tiêu. Cái điều tập này là làm cho toàn thể khí huyết trong người lưu thông tốt, và đồng thời cánh tay chân thân mình xương sống được điều hòa. Việc tập 8 động tác này là được thành lập từ Trung Hoa mấy ngàn năm về trước, và nó có mục tiêu là để bồi dưỡng sức khỏe, giữ gìn tránh khỏi bệnh tật và đồng thời sống lâu khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Việc tập bác đoàn cẩm hay là tám đoàn lụa này có thể tập bất cứ ở đâu, giờ nào, bất cứ ở nơi nào, nhưng tốt hơn là tập buổi sáng khi có mặt trời mọc thì tốt hơn, và ở những nơi mà có không khí trong lành, tập cho đều đặn. Khi mà trong người bị bệnh bất thường thì không nên tập. Đó là tất cả những điều cần thiết đơn giản trên bàn ngày. Môn tập thể dục kỹ công bát đoàn cầm tám đoàn lùa gồm có 8 thể tập. Thể thứ nhất là lượng thụ kình thiên lý tam tiêu, hai tay chống trời. Bắt đầu.
Điều thứ hai, tạ hữu khai cung từ xà điêu, giăng tay bên trái bên phải như bắn chim. Nói đơn giản là bắn cung. Bắt đầu. Điều thứ ba, điều lý tỳ vị đơn cự thủ, một tay chống lên trợ giúp lá lách và bao tử. Nói một cách đơn giản là một tay chống trời. Bắt đầu. Điều thứ tư, ngụ lao thất thương vòng hầu tiểu, dịch ra là năm điều lao nhọc thể xác, bảy điều khổ tâm sẽ bị mất đi hay bị nhìn thấy ở phía sau. Nói đơn giản là đứng quay lui phía sau. Bắt đầu. Điều thứ năm, giao đầu bại vị tứ tâm hòa, dây đầu vậy đuôi làm mất đi lòng nóng giận, thì dịch nói đơn giản là dây đầu xoay mông. Và cái biểu động tác này á, có thể cúi xuống, và nếu người nào cúi xuống không được á, thì có thể đứng ngã mình lui và kiểu sao bây giờ tập cúi mình trước. Bắt đầu. Đứng nghiêng mình bên phải bên trái, cúi mình phía trước phía sau, và đồng thời nghiêng cổ ra phía trước phía sau làm 4 lần.
nghiêng mình qua phải qua trái, ngửa mặt lui, cúi đầu xuống một lần. Hai lần. Ba lần. Này. Điều thứ sáu, lượng thu phàn túc cổ thần yêu, dịch ra là hai tay nắm lấy bàn chân và vững mạnh thần và thắt lưng, hay nói lại một cách đơn giản là cúi lưng, hai tay chầm ngón chân. Bắt đầu. Kết quả 4 lần xong. Điều thứ 7, lạng quyền nổ mục tăng khí lực, đánh nắm tay với giãn mắt giãn dư làm tăng khí lực trong cơ thể, dịch đơn giản là đấm với cặp mắt giãn dư. Bắt đầu. Bệnh tiêu, bảy điều hỗn loạn tinh thần và trăm bệnh đều tiêu mất ở phía sau lưng, nhón gót dầm chân trăm bệnh đều mất. Bắt đầu. Trọn vẹn mối tình ta, để tình nghĩa vuông tròn theo năm tháng. Để cho ta trọn vẹn mối tình ta. Tập 8 đồng tháng này là phải tập từ đầu tới cuối mới có kết quả, nghĩa là khi nào cũng phải tập 8 đồng tháng. Tập lúc nào cũng được. Và tập cần phối hợp với hơi thở, thở vào hít ra. Bây giờ quan điểm nói tiếp, trong cái việc này người biểu diễn là Trần Quỳnh Liên, thuyết minh Hà Thúc Giang, quay phim Hà Thúc Hạo.